Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2020, đăng ký năm 2021 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì còn rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới quý bạn nhá, vì chiếc xe này mới chạy có 1.6 km thôi và đồng hồ công tơ mét là chúng tôi cam kết là chuẩn quý bạn nhá. Và trong nội thất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông, và chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ lên rất là nhiều đồ xịn ngay từ lúc mới mua, ví dụ như là dán phin cách nhiệt của Mỹ xịn Luma này, và màn hình Android và camera toàn bộ camera 360 của ZTEC quý bạn nhá. Toàn bộ những cái đồ mà chủ xe độ lên cho chiếc xe này lên tới là 45 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này còn nguyên bản từ dàn lốp ạ. Dàn lốp rất là dày vì chiếc xe mới lăn bánh có 1.6 km thôi. Lốp sơ cua còn mới tinh, chưa hạ quý bạn ạ, rất là đẹp rồi. Phiên bản 2.0 này là cái phiên bản đầy đủ rồi nhá, cho nên là bây giờ đã có đầy đủ từ camera 360 này. Đấy, cho nên cảm biến quanh xe, hệ thống đèn pha là đèn pha LED bi xenon và full LED, và có cả đèn LED ban ngày hay còn gọi là đèn daylight. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, không những là cam kết với quý bạn là không tai nạn mà cái nước sơn này còn zin cả xe cơ quý bạn ạ. Nước sơn zin cả xe, chưa sơn lại một vết nào cả. Đấy, trên thân vỏ này chúng tôi vừa mới mua về thì nó cũng có xước sát vài một cái vết nhỏ thôi, nhưng chúng tôi để nguyên cho nó zin cả xe, sơn zin cả xe quý bạn nhá. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 650 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2.0 Premium này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium 2021 tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Kia Cerato 2021 tên tư nhân biển Hà Nội phiên bản 2.0 và Premium này ạ. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và nước sơn còn nguyên bản các bạn nhé, chưa có một vết nào sơn lại quý vị bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 650 triệu đồng ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc trả trước là 30% giá trị của xe thì quý vị bạn đã được nhận xe. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2021 phiên bản 2.0 Premium tên tư nhân biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.